Rồi, xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khải Đăng Ô Tô, địa chỉ An Não, Hải Phòng. Đó, cơ sở 2 của em bên Uông Bí, Quảng Ninh nhá. Thì hôm nay em đang có mặt tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vừa về một chiếc Innova đời 2008 tên tư nhân, một biển Hà Nội, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ gì, xe đẹp hết lức luôn anh em nhá. Đó, rất đẹp, em sẽ quay luôn. Và chiếc này em sẽ mang về bên cơ sở 1 của em ở bên An Não, Hải Phòng. Anh em nào muốn xem xe những dòng Innova, anh em có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đó, bên này thì em làm bán tải, anh em nhìn thấy bán tải rất là nhiều ở đây nhá. Đó, về con nào bay con đấy ngay. Rất là nhiều. Vua bán tải thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Rất là nhiều bán tải đang chờ mọi người đến xem và mua và lấy về đi làm xe gia đình cũng như xe công vụ. Đấy. Thì đối với dòng Innova này, này là xuất xứ thì anh em có thể biết là nó là Việt Nam, nhưng mà thương hiệu Nhật Bản. Động cơ thì 2.0 số sàn anh em nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của em nó rơi vào khuôn tầm 9 lít trên 100 km, 9 lít rưỡi. Đấy, cực kỳ nành luôn. Máy móc của dòng Innova này anh em biết rồi. Bọn phát xít Nhật nó chưa được dùng từ bọn nghe vậy. Nước bạn đã sang phát minh ra những chiếc xe mà rất tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ với 5 tháng thời gian. Đấy. Việt Nam mình cực kỳ ưa chuộng hàng Nhật. Đó, như bán tải có Hilux kìa, Mazda BZ50 kìa, Nhật Bản đấy. Ford thì của Đức hay của Mỹ nhỉ, em không biết nữa, không quan tâm. Nhưng mà xe đẹp mà được, miễn đẹp mà được. Thì ngày hôm nay em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe đẹp miễn bản luôn, khỏi chê một chút là luôn. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020, một chủ từ mới tên tư nhân anh em nhé. Và không kinh doanh taxi, tức là không quan đục. Đó, bản G xịn đầy đủ túi khí, phanh ABS, 4 bánh, narang đúc theo xe R15 anh em ạ. Đấy, ốp đèn này, nẹp cửa, tay nắm cửa, hõm cửa, ốp gương đầy đủ hết rồi, không mất một phân keo chỉ nào. Thì em sẽ cùng đi vào review chi tiết cái chiếc xe một chủ từ mới nó đẹp như nào anh em nhé. Phần sơn xi bên ngoài thì chắc chắn là đã có tỉa tuốt phần sơn rồi, nhưng mà nó là phòng sơn bạc, gần như là sơn zin rất là nhiều luôn, nó tầm 60% sơn zin. Từ đời 2008 giờ sức sát nhiều, người ta sẽ phải tỉa tuốt quay cung rồi anh em ạ. Nếu mà sơn zin cả thì đẹp quá anh em ạ, chỉ có xe trong bảo tàng thôi. Đấy, xe rất là đẹp luôn, mượt mà. Keo chỉ zin, cột kèo không đâm đụng ngập nước, cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con. Đấy, anh em mà hoàn toàn an tâm, xuống tiền với mức tiền rất là hợp lý. Đó. Bên em bán hàng này nó luôn luôn nói thật với khách hàng anh em nhé, không có chuyện anh em nói dối khách hàng đâu, về rồi anh em mất uy tín. Nên là có va quẹt nhẹ hay là chạm nhẹ, em cũng nói với khách hàng hết, không có giấu khách hàng. Đấy là cái uy tín trách nhiệm tạo thành công. Thì Khải Đăng Ô Tô đang báo giá và review cho mọi người một chiếc xe Toyota Innova G. Bản đủ túi khí phanh ABS, narang đúc, bản G nhé. Tên tư nhân một chủ từ mới, biển Hà Nội, 30K5185. Giá bán của em nó là 279 triệu đồng, đã bao rút hồ sơ. Anh em nào cần chiếc này về làm xe gia đình hoặc làm xe taxi dịch vụ thì anh em liên hệ trực tiếp với Khải Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đó, gầm sàn cực kỳ chất, máy gầm chất, điều hòa mát, nội thất tươi mới và đẹp, xuất sắc luôn, không đâm đụng, ngập nước. Cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con. Anh em nhớ ốp đèn trước, đèn sau đều có ốp đèn bằng inox hết rồi. Đó, nẹp cửa chrome không phải inox, chrome thôi. Đằng sau có thêm một cái tấm chắn va chạm, cảm biến, các bạn có cả hai nút cảm biến nữa. Nên xe rất là đẹp, trang bị có lắp thêm cái đuôi gió thể thao, làm một chiếc xe rất là khỏe khoắn và trông nó trường xe hơn rất là nhiều. Đấy. Ốp xăng cũng là ốp chrome rồi, không cần làm gì thêm nhé, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Dòng này thì tiết kiệm nhiên liệu hơn những dòng khác như 2.0. Ví dụ như Innova thì nó chỉ rơi vào tầm 9 lít rưỡi thôi. Còn những con khác, Jolly thì nó phải 11, 12 lít đấy, hạn đấy. Những chiếc xe này nó sẽ tốn xăng hơn nếu cùng phân khúc 2.0. Đó. Máy gầm nó chất lắm, mượt mà lắm anh em ạ, không đâm đụng, cặp quạ quẹt gì. Cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con nhé. Đây em sẽ cùng mọi người. Bên ngoài thì sơn xi căng đét luôn, không mất phần nào luôn. Em sẽ cùng quay luôn phần gầm cho bà con cùng ngắm. Quan trọng nhất là phần gầm đây. Gầm bệ anh em nhìn này. Đây gầm bệ anh em nhìn sáng trưng nhé. Đó, sơn phủ gầm này. Chủ xe người ta giữ xe thế này anh em nhìn thấy không? Em chỉ cần cẩu lên em xịt phát là nó vẫn còn nguyên vết sơn phủ gầm này, không hề han mục mọt gì. Đấy, giữ gìn xe đến mức độ như này anh em biết rồi. Mua được chiếc xe đẹp rất là ưng ý anh em nhé. Về mưa đầy đủ rồi, anh em sẽ cùng mở phần nội thất ra để đánh giá. Ủa, tưởng khóa cửa cơ, may quá anh em nhìn bên trong rất là đẹp luôn này. Khóa zin theo xe nhá. Đó. Đây. Keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin này, anh em nhìn thấy không? Zin 100%. Đó. Chưa thèm dọn. Alo, chưa có thời gian để dọn nội thất anh em nhé. Vừa mới về thôi, quay luôn này.
Đấy, không taxi dịch vụ gì, những chỗ này nó không han này, nó không han, nó không bị nước loan gì vào đây. Đấy, nhìn rất là đẹp và mới. Anh em sẽ đi dọn nội thất trước này đi. Quan bản anh em nhìn cái tay tì này, nó vẫn nguyên vết sần này, mà nó mới như mới, cái tapi nó cực kỳ mới như mới luôn. Đây, các bác nhìn nhé, tay hõm cửa lắm cửa mới luôn, không hề xước sát gì ở tới chân này anh em nhìn không. Nếu anh em đi taxi dịch vụ đá nhiều ở đây xước hết, nhưng mà đây anh em nhìn không, còn nguyên hết. Đấy, không hề han mục mọt gì. Đó, cột kèo zin không đâm đụng ngập nước, cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con. Đây này, anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào cái chợ ô tô cũ miền Bắc. Đấy, lớn nhất miền Bắc về xe cỏ anh em nhé, xe cỏ thôi. Bọn em không dám tự hào, nhưng mà nói về xe cỏ thì khẳng định với anh em là không có chợ nào nhiều xe như bọn em. Khẳng định với anh em một câu luôn, còn là xe đẹp thì em không nói. Về xe cỏ, lớn nhất miền Bắc về xe cỏ. Đây, anh em nhìn cái vô lăng túi khí của nó này, anh em nhìn không, rất là đẹp và mới này. Có cả cái bọc đỏ đen nhìn rất là phê. Màn hình can nùi đủ hết, trần nỉ nguyên bản bọc ni lông không hề bẩn một chút nào. Hai đèn trần, đấy. Đây, hộp tì tay này, cũng rất là mới, không hề xước sát gì. Bộ ghế da mới cứng là da bò, vàng bò xịn nhá anh em nhá, nhìn thấy không. Đây, tắp nô không hề khoan đục, có dán cái gì ở đây anh em tí xe nào đi nó sẽ sạch hết. Tắp nô còn mới cứng này, với một vết xước duy nhất thôi. Còn đâu là nguyên hết này anh em nhìn thấy không. Không mất phần nào luôn. Bàn đạp xe không dịch vụ anh em nhìn này, bàn đạp chân phanh, chân ga, chân côn này nó còn mới cứng này. Anh em nhìn thấy không, xe không dịch vụ nhìn nó khác ngay. Nó sẽ dịch vụ anh em nhiều, anh em đạp mòn hết rồi. Đó. Củ số đây, không hề mòn luôn. Nét căng, số nét căng luôn, không hề mòn. Đó. Đây cái tắp nô này, anh em nhìn tắp nô này, nó cực kỳ đẹp này, tắp pi cửa này. Đó, mượt lắm anh ạ. Không cần làm gì thêm cả, chỉ việc đổ xăng là lên đường thôi. Không cần làm một bất cứ một vấn đề gì về chiếc xe này nữa. Cam kết với các bác điều hòa rét buốt, không còn làm một gì. Đây nhá, anh em có thể nhìn thấy keo chỉ cánh cửa tiếp theo này. Cũng zin 100% luôn. Đây tapi cửa đây anh em nhìn tapi cửa chưa? Không khoan đục anh em nhìn này. Không hề một vết xước nào nhá. Bác nào lấy xe này về làm xe gia đình thì cực kỳ an tâm, với giá 279 triệu đồng quá rẻ cho một xe, chiếc xe một chủ từ mới. Không taxi dịch vụ, biển Hà Nội, tên tư nhân. Đấy, bao rút hồ sơ cho bà con. Nói bà con nhìn này, đây là hai chỗ đằng sau nữa là 7 chỗ nhá. Rất là rộng rãi, nếu anh em ngồi lăm thì anh em có thể đóng cái đấy vào. Đây ốc vụ đây anh em này, sơn zin bên trong, nòng trong này sơn zin hết nhé. Bên ngoài chắc chắn là sẽ có tỉa toát những chỗ tai tung này, xước sát thì anh em tỉa toát thôi. Còn đâu còn nguyên hết. Ốp bậc lên xuống còn nguyên này. Không hề xước một tí nào. Xe gia đình mà. Ấy cửa đã đóng vinh phịch anh em ạ, cửa đóng vịch phát. Đóng rất nhẹ mà nó kêu cái phịch phát rất là êm. Gioăng cửa nó rất là bền anh em ạ. Đây. Em sẽ cùng cho mọi người xem phần keo chỉ cốp, anh em, keo chỉ cốp này. Keo chỉ quậy chạy quanh cốp đây anh em nhé, không mất một phần nào luôn. Đó, đây. Anh em nhìn thấy chưa? Keo chỉ đây, nhìn nét căng luôn nhé. Không hề mất một phần nào luôn. Đó, hai phần tai đèn anh em nhìn thấy không? Đây. Đinh bấm này, nguyên hết nhé. Đèn zin theo xe này. Đấy. Cái bàn là sốc này có tỉa sơn rồi, còn đâu là zin hết. Anh em nhìn thấy không? Zin hết nòng trong này, zin hết. Hai cái tin này cũng là nguyên zin luôn. Đó, đây, anh em nhìn ghế này. Cái này là tấm trải thảm bên trên bên chân nhá. Chân tí anh em sẽ tải lên, sẽ trải lên trên luôn. Sạch đẹp anh em nhìn thấy không? Không taxi anh em nhìn nó biết ngay này. Là cái này nó không xước nhiều. Chỉ có gia đình người ta đi thôi anh em nhìn thấy không? Không bị xước. Cái chỗ mà để chuyên chứa đồ này, người ta không để nhiều đấy. Thì nếu làm dịch vụ thì người ta để nhiều đồ ở đây, vali đi sân bay các thứ là xước hết. Xước hết những cả cái bên này luôn anh em ạ. Không bao giờ giữ được đẹp như này, chỉ có xe gia đình người ta mới giữ được cái này thôi. Đấy các bác nhìn cái tapi này, nhìn thấy chưa? Sáng trưng luôn. Bên này cũng thế này. Đó. Đây. Anh em nhìn cái kích nốp chưa một lần hạ chưa? Kích nốp cái đồ mổ lốp theo xe này, chưa một lần hạ luôn, mới cứng. Cam kết với các bác là chiếc này không hề taxi dịch vụ một ngày nào luôn. Anh em nhìn này, đấy, nó mới cứng như này cơ mà. Đẹp. Có bộ ghế da chắc chắn là người ta bọc mới rồi, hoặc là bên trong có ghế nỉ người ta bọc một bộ ghế da như này. Anh em nhìn chiếc xe nó sang trọng không ạ? Mới cứng và sang trọng luôn. Rất đẹp, không phải em chém đâu, rất là căng luôn anh em nhìn này. Đây này. Ngay những cái ốc này nhìn cực kỳ mượt và mới mới luôn. Đấy, cửa đã đóng phịch tới giờ đóng chắc lịch luôn, nó không nó khác những cái chiếc xe đã qua dịch vụ rồi, chạy nó sẽ nhão. Đây bà con có nhìn đây, keo chỉ cái này nguyên zin nhá. Đó, nguyên zin luôn này, không hề han mọt gì. Đó, anh em nhìn thấy không, tapi cửa đây, bốn cánh này, vách nỉ nguyên bản, vách nỉ nguyên bản theo xe này, chắc chắn bên trong sẽ là ghế lỉ rồi, người ta ngồi lóng người ta sẽ bọc lên một bộ thôi, không hề xước sát một chút nào luôn, chưa dọn vệ sinh nhá anh em nhá, chưa hề dọn vệ sinh gì cả. Đấy, cha dầu cha mỡ xung quanh này em nhìn thấy chưa? Đấy, người ta cẩn thận thế này cơ mà. Không đâm đụng mà ngập nước, cam kết viết giấy bán trực tiếp cho bà con. Đấy, chỉ cua lốp còn nguyên zin này anh em nhìn thấy không? Chỉ cua lốp này. Đấy.
hiếm hiếm thấy luôn anh em nhé. Sơn này, sơn phủ gầm đầy đủ hết rồi anh em nhé. Rửa đi phát là nó đen xì bên trong đây anh em nhìn thấy không? Cái chỉ cua đây anh em nhìn thấy chỉ cua lốp bao giờ chưa? Đây, những chiếc xe đẹp thì phải có chỉ cua như này anh em nhé. Nguyên zin không mất phần nào này. Bên này cũng thế. Đây bà con này, đó nguyên nhé, rất là đẹp. Tiếp tục khám phá lỗi cánh cửa này rồi đi vào phần khoang máy cho bà con. Như vậy chiếc này cam kết các bác là keo chỉ cánh cửa zin toàn xe. Đấy, zin toàn xe luôn, không mất phần nào. Đẹp xuất sắc với giá tiền 279 triệu đồng đã bao rút hồ sơ. Đã bao rút hồ sơ nhá. Đây anh em nhìn này. Ốc vòi vòi còn nguyên vết hàn đây, chưa hề một lần động mở vào. Nguyên luôn. Đấy, sơn xì càng đét được. Tắp nô không khoan anh em nhìn thấy, tắp nô không khoan đâu. Mỗi vết xước duy nhất sơn zin của cái tắp nô này, mỗi vết xước duy nhất thôi, nó cào đây một tí thôi. Bên trên này anh em dán cái gì bóc ra thôi, tí bóc ra hết nhé. Mỗi vết xước duy nhất ở đây. Xoa đi phát là yên ngay. Đó, còn đâu là không hề xước sát cái gì cả. Đây anh em nhìn thấy ốp bậc lên xuống này, không khoan được cái mắt thần ở đây. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đây, đồ rất là mới luôn. Mới cứng nhá. Ống mở rất là chắc chay, chắc tay. Màn hình cam đùi đủ hết rồi. Không thiếu chức năng gì cả, một chiếc xe đẹp. Rồi em sẽ để đổ máy chiếc này lên để xem cái phần khoang máy, cái động cơ của chiếc này như nó ra sao. Rồi. Túi khí này, phanh ABS này anh em nhìn thấy không? Đấy. Rất là đẹp. Em sẽ cùng test cái phần màn hình cam đùi này nhá. Anh em nhìn thấy không? Đấy, màn hình Toyota theo xe nhá. Màn hình Toyota ưu điều hòa dashboard luôn. Sợ. Số 1 mà dashboard luôn này, bật số 2 số 3 này. Ui. Lạnh rét người, run người anh em nhá. Rét run người luôn. Đó, đây là xây kính này, đây là củ sạc. Đây, cái tẩu này cắm cái gì đây, người ta cắm cái gì nữa thì em không biết. Đấy, có thể người ta chế cái gì đó anh em nhá. Chưa biết người ta chế cái gì. Đây, anh em nhìn này. Úi giời, máy gầm rất là chất. Ngồi trong xe không nghe tiếng máy. Đó, dòng Toyota máy cực kỳ êm luôn. Giờ thì anh em mình sẽ cùng vào xem cái phần khoang máy động cơ này. Rồi nha, bây giờ chúng ta cùng tiến đến phần khoang máy động cơ. Đây anh em này. Động cơ 2.0 mà không nghe tiếng máy này thì anh em biết rồi. Không hề nghe tiếng máy luôn nhá. Úi giời. Đây phần khoang máy này cực kỳ mới và đẹp anh em nhé. Máy cực kỳ mới và đẹp luôn. Không hề rung giật gì. Máy sơn bảy màu rất là nhiều, không biết có gì hay không. Nhưng mặt máy hình như làm keo rồi. Đấy, cho nó khô rồi. Đi nó thấm dầu không biết là làm keo chưa, nhưng mà rất là zin luôn, đẹp. Xuất sắc anh em nhỉ. Keo chỉ máy mùng này anh em nhìn thấy không? Sáng trưng, động cơ 2.0 mà lỗ không hề rung giật gì hết. Máy không hề có tiếng kêu nào, không bi lốc bi lùng quạt gió, hoạt động bình thường hết anh em nhé. Đấy, cái này cũng là cái bình ắc quy cũng rất là mới, 25 tháng 9 năm 2019 này. Và hai phần tay đèn đầu răng đây anh em có thể nhìn thấy không? Đầu răng sắt xi này. Còn nguyên những lỗ tròn theo xe. Đầu răng sắt xi ở dưới đây anh em nhé. Có thể nhìn hết. Không bao giờ sợ cái đâm đụng ẩm nước, bên em đã cam kết rồi, bà con là hoàn toàn an tâm. Đấy, phần tay đèn này cũng còn nguyên này. Đó. Đây keo chỉ capo đây, chỗ này là zin này. Anh em nhìn thấy không, zin không? Đấy, chỗ này là có tỉa sơn rồi. Đây có chạm một tí ở đây đây. Hơi méo méo một tí ở đây này anh em nhìn thấy không? Một mỗi tí tì ở chỗ này thôi. Đấy, chắc là do cái mặt ngoài chạm vào đây nó hơi méo một chút thôi. Còn đâu là zin hết nhé, bên này cũng thế này, zin này. Nó rất là đẹp luôn. Đây. Có hơi chạm một tí tí thôi, gọi là dí tí tí, không vấn đề gì cả nhé. Đầu răng còn nguyên. Đầu răng sắt xi còn nguyên hết, không hề mất một phần nào luôn. Rồi. Như vậy thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô đã review cho mọi người xong một chiếc xe Innova tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, không taxi dịch vụ. Biển Hà Nội, tên tư nhân, 30k anh em nhé. Đời 2008, không taxi dịch vụ. Xe rất là đẹp. Na đang đúc, lốp nắp mới đăng kiểm tháng 9 năm 2020, giá bán 279 triệu đồng đã vào rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.